Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay thì tôi mới hiểu câu chuyện là tại sao người ta phải dỡ mái nhà thòng người bại xuống rồi. Hết chỗ rồi. Vô hết chỗ. Wow. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái điều Chúa sắp làm rất là đặc biệt. Và tôi thấy nó rất đồng bộ nha anh chị em. Ở trên mạng xã hội cũng tăng đột biến luôn. Nhưng mà mạng xã hội thì giải quyết được vấn đề. Cứ mua cái phòng lớn hơn thôi. Còn ở đây thì tường chúng ta đập không được. Nếu mà nhà tôi là tôi đập bén cái vách này rồi. Mà rất tiếc là không phải nhà mình. Anh chị em chịu khó chật một tí. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa hôm nay sẽ hành động và anh em sẽ thỏa lòng. Amen. Cảm ơn Ngài. 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 Tôi cũng trân trọng gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em đang theo dõi hội thánh và live stream. Không điều gì ngăn trở được Chúa, quyền năng của chúng ta. Anh chị em ở đó, chúng tôi ở đây, nhưng Chúa sẽ ban phước dẫy đầy cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều anh chị em. Và những ngày này chúng ta thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong dân sự của Chúa. Tôi nghe rất nhiều những lời chứng rất là khích lệ. Những phép lạ Chúa làm, những cuộc đời được biến đổi, những bệnh tật nan y được Chúa chữa lành, những cái gia đình được phục hồi, những con người được tự do. Rõ ràng đích thị đây là công việc chính của Chúa Giêsu trên đất này. Phải không anh chị em? Ngài nói rằng con Đức Chúa Trời đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Amen. Quanh đi quẩn lại thì cả loài người này chỉ chiến đấu cho cái điều đó. Thật sự mà nói, mình nghiệm lại cả cuộc đời của chúng ta cũng chiến đấu cho điều đó. Chúng ta phải cùng với Chúa để hủy phá công việc của Satan. Và đây là chỗ mà chúng ta làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Buổi sáng hôm nay đó, tôi được Chúa cảm động để chia sẻ cho anh em một sứ điệp liên quan rất là trực tiếp đến những gì mà chúng ta làm mỗi ngày. Mỗi ngày tôi nghe và nhận được những thông tin từ anh chị em khắp mọi nơi về những nan đề, về những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái bệnh tật, những đau yếu, những cuộc đời tan nát. Hầu như không ngày nào mà tôi không nhận được. Và đôi khi đó là một sự rất khó khăn về tinh thần. Cho nên tôi cũng bây giờ mới hiểu, mới cảm thông cho những người làm trong ngành y tế và bác sĩ, phải không ạ? Mỗi ngày phải chứng kiến những điều đau buồn. Và cái điều đó nó cũng rất là tác động vào tâm hồn của những vị đó. Tôi hiểu. Và tôi biết tại sao Chúa Giêsu ngày xưa khi Ngài đi lại, Ngài chữa lành thì Ngài luôn động lòng thương xót. Vì khi chúng ta đọc những thông tin đó đó, chúng ta không khỏi đau đớn. Kinh khủng lắm anh chị em. Khi chúng ta lành lặn thì chúng ta không cảm nhận được đâu. Nhưng mà lỡ khi chúng ta bị một trong những điều như thế, chúng ta sẽ thấy được nó đau đớn, nó phiền phức như thế nào trong cuộc đời của mình. Chúng ta hầu như trở thành nô lệ cho những thứ tối tăm. Có người trở thành nô lệ cho bệnh tật, nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho những thói hư tật xấu, nô lệ cho những bạo hành, nô lệ cho những tội lỗi đen tối trên đời này. Và cuộc đời không lối thoát. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, khi qua hội thánh của Chúa, chúng ta đã nghe được những lời chứng rất là tích cực. Đâu đó Chúa luôn làm phép lạ và những cuộc đời được phục hồi. Và Ngài làm xuyên biên giới, xuyên thời gian, xuyên lục địa. Ngài làm ở khắp mọi nơi. Đó là việc của Chúa Giêsu phục sinh đã làm. Không phụ thuộc vào bất kỳ một con người nào. Mà lời của Chúa giảng ra thì phép lạ được kèm theo. Wow, đó là niềm hy vọng cho thế giới này anh chị em. Và khi tôi đọc những điều đấy thì Chúa đặt vào lòng tôi một cái cảm nghĩ để chia sẻ cho anh em buổi sáng hôm nay. Và tôi tin rằng sứ điệp này sẽ đem lại sự khích lệ cho anh chị em ở đây cũng như những anh chị em theo dõi trên live stream này. Tôi đặt nó có tên là khổ đau và giải pháp. Ok, khổ đau và giải pháp. Nếu chúng ta chỉ nói về khổ đau không thôi đó, thì chúng ta đang nói về những điều rất tiêu cực.
không lối thoát. Và cuộc đời này nó hay nói về điều đó. Anh chị em nghe những bản nhạc, anh em sẽ thấy toàn là rên rỉ đau khổ không à. Nghe xong cái là không muốn làm gì hết, phải không ạ? Rồi những câu chuyện, những bộ phim toàn đau khổ không. Nhưng anh chị em ơi, trong Chúa Giêsu phải kèm thêm giải pháp để giải quyết nó, giải quyết nó, và giải quyết một cách thực tế, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là những điều mà chúng ta chỉ vẽ vời, phải không ạ? Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em những khổ đau và giải pháp. Tại sao chúng ta nói về điều này? Bởi vì chúng ta không thể trốn tránh được mà không nói. Chúng ta không thể làm như con là con đà điểu được. Anh em biết con đà điểu không? Khi nó gặp tai họa, nó vùi cái đầu nó xuống cát, cái mình nó chổng lên như này. Hiểu ý không? Chúng ta không thể trốn tránh khổ đau được. Chúng ta không thể làm như vẻ như tôi rất bình thường, trong khi thực sự bên trong đã sụp đổ. Không làm điều đó được anh chị em. Phải đối diện. Vì khổ đau là một phần của cuộc sống, một phần mà không miễn trừ bất kỳ ai. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Giống như chúng ta sinh ra, chúng ta không có quyền chọn lựa cha mẹ của mình. Chúng ta không có quyền chọn lựa tôi phải sinh vào gia đình tỷ phú. Chúng ta được sinh ra và chúng ta được ấn định cha mẹ mình là ai và không thay đổi được. Anh chị em mình sinh ra trong một thế giới đầy đau khổ, và nó đã vốn có như vậy rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cho nên cách khôn ngoan là chúng ta phải học cách đối diện và chiến thắng. Đối diện và chiến thắng anh chị em. Và rất nhiều người đã cứng lòng với Đức Chúa Trời vì cớ không có câu trả lời thỏa đáng cho mọi khổ đau mà họ, người thân của họ hoặc mọi người đang chịu. Người ta cứng lòng bởi vì người ta nói là nếu có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương thì tại sao tôi phải đau khổ, tại sao người thân tôi đau khổ, tại sao mọi người xung quanh tôi khổ đau, tại sao và tại sao. Họ cứ hỏi tại sao và cuối cùng họ bảo họ không thể tin rằng có Đức Chúa Trời. Cứng lòng luôn, không lý giải được, anh chị em thấy không ạ? Tại sao như vậy? Hôm nay đó, tôi không cố gắng để trả lời câu hỏi đó cho anh chị em đâu, bởi vì nó là bí mật, không ai có thể trả lời được tại sao cả. Giống như câu chuyện đọc thuộc lòng, anh chị em thấy phải không ạ? Anh chị em đọc câu kinh thánh thuộc lòng rồi thấy rất là rõ. Cái ông này ông sinh ra ông mù, mấy môn đệ hỏi là tại cái ông này hay là tại cha mẹ ông này. Môn đệ thì nghĩ như thế suốt ngày, cứ tại sao tại sao. Đôi khi chúng ta cũng hay lý giải như thế, đúng không? Và họ ấn định câu trả lời cho Chúa chọn luôn. Họ nói Chúa chọn đi, chọn một trong hai đi, là tại ông này hay là tại cha mẹ ông này mà ông này mù. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa không chọn một trong câu đó. Chúa nói không tại ông này mà cũng không tại cha mẹ ông này. Đơn giản là ông này sinh ra mù và bây giờ Đức Chúa Trời cứu ông đó. Hết. Amen. Thỏa lòng không? Tôi thấy câu đó là rất thỏa lòng. Đừng có đặt câu hỏi tại sao, mà phải đặt câu hỏi là tôi giải quyết nó như thế nào. Đó là người khôn ngoan. Cho nên nếu chúng ta cứ lăn quanh lẩn quẩn câu hỏi tại sao, tại sao tôi bệnh, tại sao tôi nghèo, tại sao tôi đói, tại sao tôi tổn thương tại thế này, thì cả đời chúng ta cứ lăn quanh đi cái chỗ đó và chúng ta không thoát ra được. Nhưng chúng ta phải nghĩ một cách xa hơn anh chị em ha. Chúng ta phải nghĩ một cách khôn ngoan hơn anh chị em ha. Chúng ta phải nghĩ là bây giờ tôi làm thế nào để tôi được lành, tôi làm thế nào để tôi hết nghèo, tôi làm thế nào để tôi hết tổn thương, tôi làm thế nào để tôi được tự do, tôi làm thế nào để tôi trở thành một con người lành lặn mạnh mẽ. Amen chứ. Tôi nghĩ đó là điều mà tôi và tất cả anh chị em đang cần, chứ không phải là câu hỏi triết lý kia. Đó là cái chỗ mà chúng ta cần nói chị em ha. Nhưng anh chị em, trước khi chúng ta nói về điều này á, chúng ta phải nói một chút về cái đau khổ. Nó có cái lý do để tồn tại chứ không phải không có đâu.
Bây giờ đó, nhiều người nói ô, ước gì trên đời này đừng có đau đớn, đừng đau khổ, chắc là sướng lắm. Bây giờ tôi sẽ nói anh em lý do tại sao nha. Nếu anh em thọc tay vào đám lửa mà anh em không biết đau gì cả thì điều gì xảy ra? Anh em sẽ bị cuột tới nách luôn. Hiểu ý không? Cuột tới nách luôn. Nó cháy anh em cuột tới nách luôn. Nếu chúng ta thọc tay vào lửa mà không đau gì cả thì anh em tiếp tục chơi với lửa và nó cháy cho anh em đến đây luôn. Tay này nó hết cháy sang tay kia, cuột hết. Cho nên khổ đau nó có lý do để tồn tại. Khổ đau tồn tại để cho con người ta biết kịp thời dừng lại và bảo tồn sự sống của mình. Anh em ạ, đó là tôi thấy một cái điểm mà chúng ta cần tìm hiểu. Đó. Ví dụ như bây giờ, nếu chúng ta hoàn toàn không gặp một cái gì đau đớn thì xã hội này nó sẽ đi đến đâu? Nếu người ta cứ nghiện ngập, người ta cứ làm những điều xấu xa mà không có một hậu quả nào xảy ra thì xã hội này sẽ đi đến đâu? Tôi nghĩ chắc tất cả diện tích đất trên đất nước Việt Nam này sẽ dùng để xây những nhà tù á, không còn cái chỗ nào để ở. Không, người ta sẽ tiếp tục nghiện, người ta sẽ tiếp tục làm ác, người ta sẽ tiếp tục giết người, tiếp tục làm những điều bậy bạ nếu không có những khổ đau xảy ra để dừng lại cái hành vi, cái lối sống của con người. Vì vậy anh chị em, khi tất cả anh em mình, những ai đang ngồi đây hoặc những ai trên mạng gặp một khổ đau thì chúng ta phải biết đây là đèn đỏ trên cuộc đời của mình. Amen chứ? Đèn đỏ. Mình đi đến ngã ba, à đi đến chỗ được đang đèn xanh tự nhiên bật đèn vàng, đèn đỏ là phải biết dừng lại. Mình đi tiếp thì sao? Vô chợ rẫy nằm chứ làm sao? Đó đúng không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần nhìn thấy, cần nhìn thấy anh chị. Nếu chúng ta không có cảm giác đau đớn, chúng ta không gặp đau đớn gì thì rất là căng thẳng, rất căng thẳng. Nên nhiều khi chúng ta suy nghĩ về đau khổ nó tích cực một tí, hướng tích cực một chút thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình nó nhẹ hơn. Giống như ngày xưa khi ở bên Nga đó, năm 94 thì cái năm đó là chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà tranh tối tranh sáng nó loạn lạc lắm. Và người Việt Nam mình thì lúc sang đi học, sang đi lao động rồi đủ kiểu hết, hùm ba lăng. Xã hội đang rối loạn và thanh niên, thiếu nữ đồ thôi rồi luôn, đủ các cuộc sống lộn xộn. Thì có anh chàng kia đẹp trai lắm, cao to, nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao mà anh lại đi nghiện ma túy thì tôi cũng không biết. Nhưng mà nó xảy ra như vậy. Thì một ngày nọ, khi chúng tôi sang một căn phòng thì chúng tôi thấy ảnh cứ trên cái giường tầng như thế này, ảnh phi xuống nền xi măng. Sao anh bơi? Bơi như thế này, anh phơi xuống bơi, bơi mà máu me đầy rồi tất cả mọi thứ, mặt mày dập hết trơn, không còn cái gì cả mà cứ leo lên nhảy xuống, leo lên nhảy xuống. Rồi sau này khi mà anh tỉnh lại hỏi tới tại sao anh làm vậy, em bảo thì tôi tưởng đâu là đây là biển, tôi bơi thôi. Cái người nó nóng quá cho nên tôi nhìn xuống tôi thấy biển nó mát như thế này thì tôi nhảy xuống tôi bơi và không cảm biết một đau đớn nào cả. Anh em hiểu không ạ? Không cảm biết đau đớn gì hết á, hoang tưởng. Tôi lấy cái hình ảnh để đó cho anh chị em thấy được, khi chúng ta không còn cảm biết đau đớn, hay là con người ta mà không có đau khổ khi phạm những điều sai lầm thì nó sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng nào? Cuộc đời chúng ta sẽ càng lún sâu hơn, kinh khủng lắm anh chị em ạ. Vậy cho nên là chúng ta phải thấy, phải thấy những điều đó có lợi cho, chứ không phải là cả hại đâu. Và một điều nữa đó tôi muốn nói cho anh chị em, đó là gì? Đôi khi đó, và nhiều khi chứ không phải đôi khi, trong những sự thất bại, trong những cái sự khổ đau đó, mình học được nhiều bài học hơn là trong lúc thành công và trong lúc sung sướng. Anh em amen với điều đó.
Cuộc sống, kinh nghiệm tôi cũng thấy điều đó. Trong những lúc mình khó khăn đó, con người mình nó năng động hơn, con người mình nó kinh nghiệm hơn, con người mình nó tỉnh táo hơn, con người mình nó có những cái quyết định dám nghĩ, dám làm hơn, và nó học được những cái kinh nghiệm. Còn trong những lúc mình thành công, trong những lúc mình sung sướng đó, thì con người mình càng dễ thất bại, bởi vì mình chủ quan, mình kiêu căng, mình cảm thấy là mình đầy đủ, không còn phải nghiên cứu học hỏi gì nữa. Vì vậy anh chị em, trong những cái lúc như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái ích lợi của cái sự đó. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra để trưởng dưỡng đời sống chúng ta, để nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Anh chị em ạ, cái điều đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Đó. Trở lại với đoạn kinh thánh học thuộc lòng buổi sáng hôm nay nha, mình trở lại một chút. Đây là một câu chuyện rất là thú vị đó anh chị em. Tôi khuyên anh chị em nào chưa đọc về đọc hết cái đoạn này đi, nó rất là hay. Đây là một câu chuyện mà đọc xong nó rất là hứng thú, phải không ạ? Rất là hứng thú. Anh này thì sau khi hỏi những cái chuyện như này thì anh được Chúa Giê-xu chữa lành. Anh được Chúa Giê-xu làm cho sáng mắt ra, đúng không? Sáng mắt ra. Thì bây giờ cái quyền lực tôn giáo lúc bây giờ nó không chấp nhận cái chuyện là anh chàng này được sáng mắt, không chấp nhận cái phép lạ mà Chúa Giê-xu làm, mà kêu anh mù đến chất vấn. Họ chất vấn anh này và hỏi rất là nhiều câu, rất là nhiều câu, rất là ngớ ngẩn. Và cuối cùng thì không đạt đến mục đích gì cả, thì họ mới mắng anh này: mày sanh ra tội lỗi ngập đầu mà còn dám lên mặt dạy chúng ta. Và cuối cùng họ đuổi anh này ra. Câu chuyện đó là như thế. Cái điều này đó, nó cho chúng ta thấy được một bài học nữa trong cuộc sống hiện nay. Bài học gì? Quyền lực tôn giáo và những lãnh đạo tôn giáo đó, họ không quan tâm đến cái sự anh chị em được tự do, lành mạnh hay được giải thoát như thế nào. Không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến cái vị trí của họ có được củng cố hay không. Đây là chỗ để cho chúng ta nhận biết được cái môi trường mình đang sống nó tàn độc như thế nào, nó tác hại như thế nào, và nó tàn nhẫn ra làm sao. Đồng thời, dựa vào cái điều này, chúng ta cũng nhìn thấy được lòng thương xót và lòng tốt của Đức Chúa Trời đối với những con người đang khốn khổ, đau khổ, khốn cùng trong những cái bệnh tật trói buộc của họ ra làm sao. Anh chị em thấy không ạ? Vì thế anh chị em, trong cuộc sống này đó, khi chúng ta gặp phải những điều khó khăn, những điều đau khổ, thì cái đấng mà chúng ta hướng tới đó phải là một Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta không bao giờ có thể dựa vào những quyền lực đời này, những tổ chức đời này, những tôn giáo đời này hay những con người đời này để giúp đỡ chúng ta đâu. Họ không quan tâm đâu. Cái anh chàng này từ lúc sinh ra đã mù. Nếu lẽ ra ảnh được sáng mắt thì tôi nghĩ rằng theo đạo đức thường tình của một con người, họ phải mở tiệc ăn mừng mới đúng. Có đúng không? Họ phải làm một cái bữa tiệc nào đó và cùng nhau nhảy múa. Bởi vì trong làng, trong xóm, trong cái nhà hội của chúng ta có một anh chàng mù lúc sinh ra, bây giờ được Đức Chúa Trời chữa lành. Đó mới đúng chứ. Nhưng bây giờ họ không có làm điều đó. Họ lôi anh chàng này đến, họ nói: bây giờ mày nói cho tao biết tại sao mày sáng mắt. Ủa bó tay. Tại sao sáng mắt? Thì anh mù này mới nói là: tôi không biết tại sao tôi sáng. Có một người lấy bùn trét lên mắt tôi, nhổ vào mắt tôi và bảo tôi đi rửa, bây giờ tôi sáng. Nhưng mà mấy ông này không có tin. Mấy kêu cha mẹ ông này lại, mới hỏi là: bây giờ anh này là con của ông bà phải không? Bắt đầu phải chuyển sang cái khác. Tại vì họ lầm là coi chừng cho một thằng khác, nó giả làm thằng mù chứ không phải thằng này. Ôi, tôi đọc cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng cái tấm lòng
điên loạn mù lòa của những cái thế lực đó, nó trơ đối với cái đau khổ con người nó như thế nào. Trơ, tôi phải dùng cái dạng là trơ, không còn cảm nhận được, không cảm nhận đó. Và cuối cùng, cuối cùng thì chúng ta thấy mục đích, mục đích của những quyền lực này là gì? Muốn anh mù khẳng định rằng cái người mà chữa lành cho anh là một người tội lỗi, đúng không? Mày phải nói cho tao biết, mày phải khẳng định đi, nói đi, người đó là người tội lỗi. Tôi thấy anh mù trả lời rất là hay. Anh nói tôi không biết tội lỗi hay là không tội lỗi, tôi chỉ biết trước tôi mù, bây giờ tôi sáng. Câu rất hay, không ạ? Cho nên ngày hôm nay á, trong cái thế giới này nó cũng có một cái điều rất là lạ anh chị em. Hễ những đầy tớ nào mà được ơn cầu nguyện chữa lành đủ quỷ, nói tiên tri, thì họ bảo là tiên tri giả. Mày phải đến đây nói cho tôi, khẳng định đi, mày được lành đúng không? Đó là tiên tri giả. Bây giờ anh em biết trả lời chưa? Anh em sẽ trả lời với họ như thế này: tôi không biết là giả hay thật, tôi chỉ biết trước tôi bệnh, bây giờ tôi lên. Hallelujah. Wow. Cho nên qua câu chuyện anh mù này, chúng ta học được những câu trả lời rất thông minh. Không chứ, tôi chả biết là giả hay thật, tôi không biết. Trước tôi bệnh, bây giờ tôi lành. Trước tôi bị quỷ ám, bây giờ tôi được tự do. Còn giả hay thật tôi không quan tâm. Thôi đâu anh chị em, giả thật tôi không quan tâm. Cho nên thời đại ngày hôm nay đó, nó bắt chước mấy ông Pharisee này, bắt chước Pharisee và thầy thông giáo, mất lòng thương xót. Vì quyền lực tôn giáo họ mất lòng thương xót, họ chả quan tâm đến con người được lành, được tự do, được lành mạnh hay không. Họ chả quan tâm, họ chỉ quan tâm đến giáo lý của mình thôi, họ chỉ quan tâm đến những điều quyền lực tôn giáo của mình thôi, còn con người họ không quan tâm. Đây là Satan. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, qua câu chuyện anh mù này học được một câu trả lời rất thông minh, em không? Thông minh, tuyệt vời, tuyệt vời. Ma quỷ là kẻ nó hay làm điều đó anh chị em, nó hay kiện cáo, nó hay nói lung tung lang tang hết. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề đi. Chúa Giêsu trả lời cho các môn đồ để giải đáp những thắc mắc của họ. Họ thắc mắc lắm. Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Và cái truyền thống của cái người Do Thái ngày xưa đó, và tất cả những con người nói chung đó, là họ luôn gán đau khổ với tội lỗi. Anh đang gặp đau khổ đúng không? Chắc chắn là anh phạm tội, có một tội gì đó. Điều đó không phải là sai, nhưng mà nó không phải là tất cả của câu trả lời, nó chỉ là một phần thôi. Đó, không phải là sai, chắc chắn là tội lỗi dẫn đến khổ đau, đây là sự thật chứ không phải là giả dối đâu. Nhưng mà đó không phải là tất cả sự thật. À, Kinh Thánh chép trong Giê-rê-mi chương 30 câu 15, anh chị em đọc sẽ thấy. À, sao ngươi kêu la vì vết thương của mình, sao đau đớn ngươi không phương chữa, ấy là vì cớ gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều mà ta đã làm cho những sự này. Anh chị em thấy không? Có lý do. Cho nên chúng ta có thể học được một điều rất đơn giản, rất đơn giản buổi sáng ngày hôm nay. Điều đơn giản mà ai cũng phải có thể nhìn nhận và thấy. Hễ phạm tội thì chắc chắn sẽ dẫn đến khổ đau. Hễ sống trong tội lỗi thì chắc chắn một ngày chính tội lỗi đó nó sẽ hành hạ và giết chết chúng ta. Sự thật nó là như vậy anh chị em. Và rất nhiều cuộc đời được mô tả chi tiết cặn kẽ trong Kinh Thánh để cho hậu thế như chúng ta nhận ra lẽ thật căn bản này. Ví dụ như ông Samson, ví dụ như ông David, ví dụ như ông vua Saul, đúng không anh chị em? Tới ông Samson đó,
Ông là người gì? Được sức dầu của Chúa, cái sức khỏe địch ngang ngươi, nhổ luôn cả cái trụ thành vác lên đỉnh núi được. Một hầm lừa đánh chết 1000 người. Khỏe lắm, được sự sức dầu. Wow, quyền năng đầy dậy. Nhưng mà ông có một cái thói hư, rất là hư, rất là hư. Ông sẵn sàng lấy người ngồi, ông sẵn sàng ngủ với gái điếm, ông sẵn sàng tà dâm đủ thứ hết. Đây là cái điểm yếu của ông. Và ông thấy rằng ô, sao tôi vẫn sống trong cái lối sống tà dâm như vậy mà sức mạnh vẫn có nha. Mỗi lần dân Philippines đến bắt thì tôi vẫn bung ra và tôi vẫn đánh được họ nha. Và cuối cùng ông nghĩ rằng ô, chắc không sao. Ông tiếp tục sống trong cuộc sống đó. Ông tiếp tục gian díu với Dalila, tiếp tục gian díu với những người nữ Philippines. Và đến một ngày, câu chuyện anh chị em biết rồi phải không ạ? Nó móc mất 2 con mắt của ông luôn. Nó khai thác điểm yếu, nó khai thác tất cả mọi thứ. Và cuối cùng sao? Móc mắt của ông, bỏ ông vô ngục, hành hạ ông, bắt xây cối, bắt làm những điều rất là tồi tệ, sức lực mất mất. Câu hỏi tôi hỏi anh chị em nè, điều gì xảy ra nếu như Samson tiếp tục sống trong tội lỗi mà vẫn bình an vô sự? Tôi nghĩ rằng Samson sẽ tiếp tục con đường đó và dẫn đến sự hư mất, không bao giờ có cái sự ông ăn năn ở trong tù. Anh em biết Samson ở trong tù ông làm gì không? Ông ăn năn. Ông nói: Chúa ơi, tha thứ cho con. Chúa ơi, con đã sai rồi. Chúa ơi, con đã làm những điều bậy bạ rồi. Chúa ơi, Ngài hãy đáp lời con một lần cuối thôi, để con biết rằng Ngài đã tha thứ và Ngài đã trở lại cùng con. Ở trong tù ông đã nói điều đó. Vì những tội lỗi ông phạm mà ông gặp những đau đớn. Nhưng qua những đau đớn này dẫn ông đến sự ăn năn. Và Kinh Thánh chép ở trong các quan sát chương 16 câu 30: ấy vậy, trong lúc chết Samson đã giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Anh em thấy chưa? Kết quả sau khi ăn năn lớn hơn rất nhiều, rất nhiều lần so với một đời sống chưa nhận biết Đức Chúa Trời. Chỉ cần anh chị em nhận biết Đức Chúa Trời trong 5 phút thôi thì 5 phút đó nó quý hơn 60 năm cuộc đời mà anh em sống không biết Đức Chúa Trời. Đây là bằng chứng thấy rõ trong các quan sát chương 16 câu 30. Thấy không ạ? Cho nên anh chị em ạ, cho dù chúng ta vì cớ tội lỗi của chính mình, chúng ta đang gặp những đau đớn bệnh tật hôm nay, vì cớ sự nghiện ngập của mình, hôm nay mình phải nằm trên giường với những căn bệnh đau đớn, vì có những sự tham lam của mình, phạm luật pháp của mình, hôm nay mình phải ngồi trong tù, vì có những chứng nghiện rượu, nghiện bia, say xỉn của mình, hôm nay gan của mình đang có khối u, hay là nhiều điều khác nữa trong đời sống, nó dẫn mình đến những sự tồi tệ, nợ nần, phá sản, chia ly, rồi đổ vỡ, tổn thương đắng cay. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đang gặp những hoàn cảnh đó vì có tội mình, anh chị em biết rất rõ nó, không giấu được đâu, không giấu được đâu, chắc chắn đó. Cho nên lời Chúa nói gì anh chị em? Gieo gì thì gặt cái đó. Sự thật ngàn đời. Vì vậy ngồi đây hay là anh em trên mạng, có thể anh em đang gặp những khổ đau vì cớ tội của mình, chính mình, thì giải pháp hôm nay là hãy ăn năn để kêu cầu Đức Chúa Trời. Đó là giải pháp. Chúng ta đừng ghi mài trong tội lỗi mình nữa. Chúng ta đừng tiếp tục phạm tội nữa. Chúng ta đừng nói rằng là ôi, con vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống này và con tìm giải pháp để giải quyết nó. Tôi nói cho em, sức con người không thắng hơn tội lỗi được đâu. Và nó sẽ giết chết anh chị em một ngày nào đó. Cho nên tất cả những người, dù là con cái Chúa hay là dù là chưa con cái Chúa, hãy nghe được lời này.
Tôi nói anh chị em sớm ăn năn ngày nào, cuộc đời anh em còn lại sẽ giá trị ngày đó. Giống như ông Samson này, có đúng không ạ? Giá trị ngày đó. Còn nếu chúng ta vẫn ghi mài trong tội lỗi thì thua. Hoặc David hoặc là vua Saul cũng giống vậy thôi. Điều gì xảy ra nếu tội lỗi ngoại tình giết người của David không bị vạch trần, không bị tiên tri Nathan nói, con của ông không bị chết? Có lẽ ông không dừng lại đâu. Ông không dừng lại để chỉ ngoại tình với Bathsheba đâu. Ông còn sẽ có nhiều Bathsheba khác nữa. Có lẽ ông sẽ không giết mỗi một mình ông Uri đâu, và nhiều ông Uri khác sẽ chết tiếp. Cho nên có một người nói rất hay: nếu anh đã tham lam một con gà thì một ngày anh sẽ ăn cắp một con voi. Anh tham một đồng được thì một ngày anh sẽ tham nghìn tỷ được. Cái tội lỗi nó là như thế đó. Cho nên nếu chúng ta phạm tội mà mình không dừng lại thì tội lỗi đó nó sẽ lớn dần lên. Nhưng cảm ơn Chúa, chính sự đau khổ, đôi khi đó là bệnh tật, đôi khi đó là sụp đổ, đôi khi đó là tổn thương, đôi khi đó là cay đắng, đôi khi đó là phạm đến sức khỏe, nó đã làm gì anh chị em? Chặn chúng ta lại, để chúng ta không bước tiếp những bước trượt dài nữa. Và khi nó chặn chúng ta lại, điều đó có nghĩa là đèn đỏ đã được dựng lên trong cuộc sống anh chị em. Và cái đèn đỏ đó nó muốn nói anh chị em rằng hãy trở lại ăn năn với Đức Chúa Trời để Ngài tha thứ chúng ta. Anh chị em nhớ câu chuyện người con trai hoang đàn không? Đúng không? Người cha có tham gia gì vào tội lỗi của anh ấy không? Đức Chúa Trời có cái nguyên nhân nào trong tội lỗi của con người không? Đó. Đức Chúa Trời là hình ảnh người cha, và anh ấy là hình ảnh của toàn nhân loại. Anh ấy bỏ nhà cha mình ra đi, anh ấy ăn tiêu xài phá chơi bời với phường đĩ điếm. Rồi đến một ngày anh đau khổ, đến một ngày anh nghèo đói, đến một ngày anh thất bại, đến nỗi cám lợn không cám ăn. Nhưng tôi cảm ơn Chúa trong câu chuyện đó, nó rất là có giải pháp và có nhân hậu. Giải pháp là anh ấy đứng dậy và trở về. Anh ấy đứng dậy và nói: ta quyết định sẽ trở về nhà cha ta. Ta sẽ nói với cha rằng: cha ơi, con không xứng đáng gọi cha là cha nữa, vì con đã phạm tội với trời với cha. Đây là giải pháp thưa anh chị em. Đây là giải pháp cho tất cả những người đang đau khổ dưới tội lỗi của chính mình. Những ai đang nghiện ngập, những ai đang trộm cắp, những ai đang bề đảng, những ai đang đại ca giang hồ, những ai đang sống một lối sống rất là tội lỗi, đồng tính, tà dâm, ngoại tình. Tất cả ngày hôm nay Chúa dựng cột đèn đỏ lên trên cuộc sống anh chị em khi anh chị em nghe được lời này: hãy trở lại với Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng tha thứ dồi dào. Ngài tha thứ cho Samson được, Ngài tha thứ cho David được, thì Ngài cũng tha thứ cho anh chị em được. Nghe anh chị em, đây là chỗ mà chúng ta thấy có loại đau khổ đó và có giải pháp. Anh chị em thấy ha? Mà cái loại này đó là cái loại dễ nhận ra nhất, ai cũng phải tâm phục khẩu phục, cúi đầu thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Lạy Chúa ơi, con đau gan bởi vì con uống ngày 3 lít. Cái điều đó là ai cũng tâm phục khẩu phục, không còn bàn cãi gì được nữa đó. Không còn nói tại trời, tại ông kia, ông nọ, bà kia hết, không ai đổ thừa được. Đúng không ạ? Nhưng có một cái loại khác anh chị em, một loại khổ đau khác nữa, nó cũng dẫn đến. Nó không phải vì tội của mình mà lại tội của người khác mà mình bị liên đới. Nên hiểu không ạ? Anh em đang ngồi uống bia chung với một đám giang hồ, anh em không có phạm gì cả, cũng chưa đi cướp bóc ai hết, anh chị em chỉ ngồi uống bia chung thôi. Xem có thằng bầy nó vác mã tấu đến chém phát bay luôn cái đầu mình. Đấy là liên đới. Đấy là liên đới. Và trong cuộc sống này, chúng ta đang sống trong cái xã hội đầy tội lỗi. Và có thể chúng ta vô tình hay cố ý hữu ý nào đó, chúng ta bị liên đới trong những cái tội lỗi, những cái môi trường tội lỗi, những con người tội lỗi, và chúng ta cũng bị vạ lây. Cái đây là có nha anh chị em.
Có thật luôn nha anh chị em. Ví dụ như chúng ta sinh ra được lớn lên trong một môi trường gia đình mà cha mẹ lúc nào cũng cãi vã, bạo hành, ngoại tình, tà dâm, rồi lúc nào cũng đụng chuyện hết. Anh em có lớn lên và được lành lặn không? Chắc chắn là không. Mặc dù anh em mới 3 tuổi thôi, 2 tuổi thôi, 5 tuổi thôi, anh em chưa biết điều thiện, điều ác, chưa biết tay phải, tay trái là gì. Nhưng mà tâm hồn anh em đã chất chứa một gánh nặng vô cùng của khổ đau, đổ vỡ tan nát. Và anh em thống kê sẽ thấy, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có cha mẹ nghiện ngập, có cha mẹ cãi vã, bạo hành, tâm hồn của nó hoàn toàn bất bình thường. Có những đứa nhỏ phải tự sát, có đứa nhỏ trầm cảm, có những đứa nhỏ biến thành tự kỷ luôn. Tôi gọi đó là khổ đau vì liên đới. Anh em hiểu không ạ? Liên đới. Đó. Ví dụ như chúng ta sống trong một đất nước đang có chiến tranh, tôi có làm gì đâu, mà buổi sáng hôm nay một quả tên lửa nó phóng thẳng vô căn hộ của tôi. Anh em nhìn thấy trên TV sẽ thấy. Đó là liên đới với tội lỗi. Phải không anh em? Rồi cũng có thể chúng ta hùn hạp làm ăn với cái người không ngay thẳng, cái người buôn lậu, cái người phạm luật pháp. Và cuối cùng pháp luật ở đó nó gom cổ cả mình luôn. Liên đới. Và cuối cùng bây giờ thì mình mất hết tài sản, nợ nần, đau khổ. Cho nên đau khổ cái dạng này có thể sẽ làm cho chúng ta oán trách nhiều hơn, kêu ca nhiều hơn, cảm thấy oan uổng nhiều hơn, đúng không anh em? Tuy nhiên, suy cho cùng thì hãy chấp nhận sự thật đi. Vì tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi. Dù muốn hay dù không muốn, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giống như anh chị em ở trong một đám lửa, nếu may mắn không cháy thì quần áo cũng ám khói vậy thôi. Phải không anh chị em? Cho nên đừng than phiền, đừng oán trách. Giống như lúc đầu tôi đã nói đó, tốt nhất là tìm giải pháp. Phải đúng không? Giải pháp nào? Oán trách không được, vì cuộc sống mà. Chúng ta đâu có sinh ra để sống một mình. Có ai sống một mình đâu. Chắc chắn chúng ta phải có liên quan. Làm ở công ty chúng ta phải liên quan đến đồng nghiệp. Đi học chúng ta liên quan đến trường học, thầy cô giáo. Chúng ta sinh ra chúng ta bị ảnh hưởng dưới nền chính trị văn hóa của đất nước mà chúng ta đang sống. May thì hòa bình, không may thì chiến tranh. Tất cả đều liên kết với nhau. Chúng ta không thể nào một mình. Cho nên tốt nhất anh chị em, những anh chị em đang bị trong những hoàn cảnh đó, tôi khuyên anh chị em rằng thôi kêu ca oán hận, hãy giải phóng tấm lòng mình khỏi những gánh nặng đó đi. Tôi hiểu anh chị em mà. Anh chị em sẽ nói: "Ôi, Chúa ơi, con có làm gì đâu mà giờ con nợ thế này. Con chỉ đi mượn tiền cho người khác thôi, làm gì đâu mà giờ giang hồ nó đòi con." À, đây là liên đới đấy. Liên đới này, cái dạng liên đới nó vì sự ngu dại của mình, phải không ạ? Liên đới. Và nhiều người bị tình trạng đó. Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa hỡi, kêu ca. Và trong cái sự kêu ca đó nó thể hiện một cái gì ạ? Oán trách. Oán trách. Tôi khuyên anh chị em này, hãy thôi oán trách. Hãy giải phóng tấm lòng mình ngày hôm nay khỏi những điều đó đi. Nếu anh chị em là những người đang gặp những hoàn cảnh đó, hãy giải phóng đi. Amen. Giải phóng đi. Vì chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi, chúng ta không thể tránh được. Không thể tránh. Tốt nhất tôi sẽ chia sẻ với anh em cái giải pháp nào thôi. Giải pháp nào? Phải không ạ? Giải pháp nào? Thứ nhất, thay vì oán hận, đổ lỗi, thì hãy nhìn thấy cái điều ích lợi và cảm ơn Chúa vì mình gặp phải hoàn cảnh đó. Tại sao nè? Tại sao? Để tôi lý giải cho anh chị em nghe. Cảm ơn Chúa vì những khổ đau không đau này mà con biết kêu cầu Chúa. Anh em hiểu không? Biết kêu cầu Chúa. Chúa đã giúp con và con đã nhận ra biết chính Ngài một cách cá nhân, dẫn con đến sự sống đời đời. Ai đó rồi sẽ nói:
Nếu tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm thì chắc giờ này tôi không biết Chúa đâu. Ai đó sẽ nói, ô nếu không có chiến tranh chạy loạn, không có vượt biển vượt biên thì bây giờ tôi cũng không biết Đức Chúa Trời là ai đâu. Anh em có thấy điều đó không? Nó là sự thật trong cuộc sống đó anh chị em. Cho nên tôi nghĩ Đấng tạo hóa cho phép và thiết kế cho phép những điều này để con người ta, để con người ta có cái cớ kêu cầu Ngài. Và Kinh Thánh chép hãy ai kêu cầu Ngài thì được. Đôi khi anh chị em à, cuộc sống êm ấm quá đó, nó ru ngủ mình quá đó, thì nó sẽ ru thẳng mình xuống địa ngục luôn, đúng không? Giống như đi xe mà nó êm quá, nó êm êm hồi cái nó lọt xuống vực hồi nào không biết luôn, êm quá mà. Không, cảm ơn tài xế đi nó êm quá, nghe nhạc du dương quá, hồi nó ngủ luôn, cái đêm là thấy tỉnh ra, thấy xuống vực rồi. Cũng giống như vậy trong cuộc sống mình, cuộc sống mà êm quá đó rất dễ đưa mình xuống địa ngục. Cho nên Đức Chúa Trời cho phép những loại này xảy ra để gì? Kéo con người lại, thức tỉnh con người lên, kêu cầu ta đi, ta sẽ giải cứu con và con sẽ nhận biết ta là Đức Chúa Trời con. Đây là chỗ rất là quan trọng anh chị, rất quan trọng ha, rất quan trọng đó anh chị. Nếu không có những điều này thì chúng ta cũng không thể nhận biết được câu Kinh Thánh vô cùng quan trọng ở trong Ân Ước. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của nó. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14, anh chị em biết câu đó chưa? Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tiện. Nhiều tín hữu ngày hôm nay mục sư khuyên hết lời không nghe. À mà người hướng dẫn thuộc linh của mình khuyên hết lời không nghe. Mục sư mà biết cái gì, biết cái gì mà khuyên tôi đây nè, trên thương trường kinh nghiệm đây nè. Còn mục sư chỉ đứng trên bục thôi, có biết kinh doanh đâu, không ạ? Và cuối cùng giao kết làm ăn với đủ thứ người, và rồi đau khổ đến, nợ nần đến, phá sản đến, giang hồ đến, xã hội đen đến đời. Và câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nó hiện lồ lồ ra. Lúc này mới hiểu. Amen chị em. Lúc này mới hiểu. Cho nên những cái dạng đau khổ như thế này, nó cho chúng ta một cách nữa, đó là gì? Chúng ta hiểu rõ lời khuyên của Đức Chúa Trời. Chúa cho giải pháp hết mà, Chúa cho cái cách để chúng ta tránh mà. Cho nên đôi khi chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta bỏ qua lời của Chúa, bỏ qua lời của Chúa. Nên nhìn thấy ha, cái điều này nó rất là quan trọng. Cho nên tôi nhắc lại, quả thật là trong khổ đau chúng ta học được nhiều hơn là trong sung sướng. Bài học quý báu là chúng ta có cơ hội kinh nghiệm thực tế một Đức Chúa Trời yêu thương và có quyền năng tuyệt đối. Bài học quý báu thứ hai chúng ta cần rút ra là nếu có cái khả năng không mang ách chung với kẻ chẳng tin thì đừng có dài dột mà mang ách chung với họ. Đừng mang ách chung anh chị. Cắt ngay, cắt ngay. Cho nên trong trường hợp này tôi đưa cho anh chị em giải pháp nha. Giải pháp nha. Một là phải cắt đứt khỏi anh chị em toàn bộ những mối quan hệ nào không đến từ Đức Chúa Trời. Cắt đứt ngay. Nhiều người không làm điều này, nhiều người không làm điều này cho nên vẫn tiếp tục khổ đau. Có rất nhiều những người đang đau khổ vì cái bệnh của mình, vì cái vấn đề của mình. Tôi lấy ví dụ như những giới đồng tính luyến ái có nhắn tin tư vấn với tôi, mục sư ơi giải cứu con không muốn như thế nữa, con không muốn bị cho cảm xúc này nó hành hạ con nữa, con không muốn những mối cái điều gọi là đồng tính này nó ám ảnh đời sống con nữa, con không chịu đựng được nữa, con muốn thoát ra, con muốn không bị người đời, bị xã hội, bị gia đình nhìn con với một cái ánh mắt nó rất là khác lạ này nữa, giải thoát con. Thì tôi tư vấn với người đó, anh em biết cái điều tôi tư vấn đầu tiên là gì không? Con có muốn giải thoát không? Con về con xóa toàn bộ Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, V
với cộng đồng đó xóa sạch đi, rồi sau đó mới đến đây cầu nguyện, được không? Người đó mới nói, nhưng mà khó quá, làm sao mà một chân mình vẫn ở trong lửa mà mình nói là đừng giúp con, đừng có phỏng chân, làm sao mà nói được như thế anh chị em? Làm sao mà mình đang ở trong lửa mà lại bảo là giúp con đừng phỏng được? Làm sao mà rượu mình uống một ngày 3 lít mà giúp con gan con cho nó tốt được? Không, trước khi muốn chấm dứt đau khổ, mình phải cắt đứt mọi mối liên hệ với những gì có liên đới trên đời sống mình, đem lại cho mình đau khổ, đem lại cho mình sự thất bại. Phải cắt đứt, đó là giải pháp, đó là giải pháp. Tránh xa cộng đồng đó đi, tránh xa những cái con người đó đi, tránh xa những cái nơi nào mà đưa chúng ta vào những sự đau khổ hiện tại đi. Thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Còn nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục ghì mài trong đó, chúng ta đến hội thánh cầu nguyện, tôi nghĩ lời cầu nguyện đó vô ích, không giải quyết được. Có một số người bị những thứ này nó hành cho nhức đầu nhức óc, thì chỉ muốn đến hội thánh cầu nguyện cho nó bớt nhức đầu thôi, chứ không nghe những giải pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở hội thánh thì nó bớt nhức đầu, nhưng mà về nhà thì nó nhức lại, bởi vì chúng ta chưa ra khỏi cái nơi đó. Chừng nào chúng ta ra khỏi nơi đó thì chúng ta mới thực sự được tự do. Anh em nhớ câu chuyện của gia đình ông Lót không? Ông Lót trong Sáng Thế Ký chương 19 đó, ông là người công bình, ông là người đã học được di sản từ ông Abraham, là người thân tộc nhà mình. Ông đi cùng với Abraham, và sau một thời gian đi cùng thì ông nhiều bò, nhiều chiên, nhiều tài sản lắm. Mà khổ nổi, khi ông chọn tách riêng ra sống thì ông chui vô Sodom và Gomorrah ông sống. Mà ông không biết rằng Sodom và Gomorrah là cả xứ đang nằm dưới sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Một cái xứ của đồng tình lưỡng ái, một cái xứ của tội lỗi tài dâm, chuẩn bị đốt, ông không biết. Đó, anh em thấy đây là một ví dụ điển hình nhất của cái dạng tội lỗi này. Và cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói cho ông Lót, gia đình ông Lót đã được cứu, là gì anh em biết không? Hãy ra khỏi tội đó. Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói với gia đình ông Lót là, Lót ơi, gia đình con dâu con rể đi ra nhanh đi. Nhưng mà mấy người trong gia đình Lót là chần chừ, thương tiếc một cái xứ trù phú, một cái xứ mà gà ăn một lúc 5-7 con không hết, một cái xứ mà đụm sữa và mật ở đó theo cái lễ đời này. Rồi vợ ông Lót đang chạy đi là làm gì anh chứ? Hói cổ lại, thương tiếc những điều đó, và cuối cùng hóa ra tượng muối. Tôi nói anh chị em nè, anh chị em bị nó hành hạ cho đau khổ, anh chị em bị nó làm cho nhiều điều sai trật, mà anh chị em còn tiếc những điều đó, thì tôi nói anh chị em sẽ hóa tượng muối trong đó. Sẽ hóa tượng muối trong đó. Hãy ra đi. Cho nên giải pháp là gì? Trong trường hợp này là gì? Hãy đi ra khỏi đó và kêu cầu Chúa giúp mình, kêu cầu Chúa phục hồi mình, kêu cầu Chúa chữa lành mình. Anh chị em ạ, đây là chỗ, đây là chỗ rất là tuyệt vời mà chúng ta cần. Trở lại với vấn đề rất thực tế trong cuộc sống, có những cộng đồng, có những hội thánh, có những gia đình có những vấn đề. Mục sư ơi, mục sư hỡi, chữa lành tổn thương cho con, chữa lành đau khổ trong tâm hồn cho con, Chúa giúp con. Nhưng mà hỏi con đang sống ở đâu, làm gì ở đâu? Con đang sống trong một gia đình, trong một cái hội thánh mà phải nói lúc nào cũng bắn phá, nói hành nói xấu lẫn nhau. Nhưng anh em không ra khỏi chỗ đó, anh em cầu nguyện ở đây được chữa lành, anh em về sống trong môi trường đó, lại tiếp tục tổn thương, lại tiếp tục cay đắng, lại tiếp tục bị chỉ trích, lại tiếp tục bị tấn công như khóc. Cho nên người khôn ngoan là người gì? Ra khỏi môi trường đó, cắt đứt khỏi môi trường đó để bảo vệ linh hồn của mình.
Amen chứ em. Dứt khoát đừng bao giờ thương tiếc, đừng bao giờ tiếc nuối những gì đã đem lại khổ đau cho mình. Đức Chúa Trời là đấng luôn chờ ở đầu dây bên kia để cho anh em chạy tới. Amen. Cảm ơn ngài. Đó. Còn một cái loại khác để chúng ta nói ở đây buổi sáng ngày hôm nay là một cái loại mà dường như không phạm tội gì, cũng không liên đới với một nguồn tội lỗi nào, nhưng tai họ khổ đau vẫn cứ ập đến. Anh em thấy lạ không? Đúng không? Trường hợp thứ nhất là tôi kể anh chị em nghe rồi, phải không ạ? Phạm tội dẫn đến khổ đau. Trường hợp thứ hai là cũng không có tội gì nhưng mà có liên đới trong cái cộng đồng tội lỗi thì bị khổ đau. Còn trường hợp thứ ba này nó hơi đặc biệt chút, không có tội gì cả, cũng không có liên đới gì cả, nhưng mà trên trời nó vẫn ập tai họ xuống. Anh em có thấy điều đó không? Có đấy, trong Kinh Thánh có đó anh chị em. Anh em biết câu chuyện của ông Gióp chưa? Đấy. Ông Gióp đấy. Wow. Đức Chúa Trời nói với ông Gióp là gì? Satan, mày có thấy Gióp không? Tôi tớ ta đó. Trên đất này không có đứa nào công bình như nó. Đức Chúa Trời tự hào vì có ông Gióp, khoe với Satan. Đúng không ạ? Mà rồi Satan đó, nó nói là đây, ông Gióp đâu có kính sợ Chúa vô ích đâu, nó có lợi nó mới làm đấy. Và cuối cùng là tự nhiên tai họa nó ập đến. Tự nhiên trong một ngày Gióp mất bò, mất chiên, mất tài sản. Trong một ngày Gióp mất tất cả con cái. Trong một ngày Gióp mất tất cả. Rồi đến một ngày nọ là Gióp mất cả sức khỏe của mình luôn. Cái bệnh ung nhọt hay gọi là ung thư ngày nay nó mọc lên. Và ông ngồi đó, ông gãi từ sáng đến chiều trong trò bụi. Tôi hỏi anh chị em, hỏi thật á, nếu anh chị em mình gặp trường hợp như thế mình sống nổi không? Căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Không ạ, con có làm cái gì đâu, cũng không dính dáng cái gì với ai, không đụng chạm ai, mà tại sao nó lại như vậy? Đây cũng là một cái điều mà phải nói hết sức thú vị, phải không chị? À, tuy nhiên đó, tôi muốn anh chị em suy nghĩ một chút về điều này để chúng ta thấy. Chúng ta thấy rằng không phải không có nguyên nhân, tức là không phải vô ích mà Đức Chúa Trời cho phép Satan làm những điều đó. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta nhìn từ bên ngoài nhìn vào mới thấy được toàn bộ sự thật câu chuyện. Chứ còn bản thân ông Gióp thì ông không biết tai họa ông từ đầu đến hết đó. Ông biết, còn mình thì biết. Đúng không? Satan đã làm. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì mình cũng không phải rằng là không tìm hiểu tại sao. Tại sao lại Satan lại được phép làm những điều đó? Phải hiểu để chúng ta biết được rằng tai họa khổ đau, dù mình không phạm tội, không liên đới gì mà vẫn có khổ đau, thì tôi nói với anh em rằng vẫn có lý do. Vẫn có lý do, và lý do rất thuyết phục. Tôi muốn đọc anh em nghe nha. Trong Gióp đoạn 3 câu 25 đến câu 26. Gióp đoạn 3 câu 25-26 chép như thế này. Ông Gióp ông than như thế này: vì việc tôi sợ hãi đã thâu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ, xong nỗi rối loạn áp đến. Anh em nghĩ gì về câu Kinh Thánh? Bề ngoài là ông Gióp rất công chính, không ăn cắp của ai, không gian tham, không gì cả. Ông sống rất công bình. Thậm chí con cái ông ăn uống xong là ông phải làm của lễ để tẩy sạch nó, chứ sợ đôi khi là nó phạm tội trước mặt Chúa. Thậm chí ông lo chu đáo đến mức độ đó. Nhìn cho em à, khi qua ba câu Kinh Thánh này, chúng ta mới suy nghĩ và thấy một điều. Dù vẻ bề ngoài Gióp rất trưởng thành trong sự công chính, nhưng thực sự sâu thẳm bên trong Gióp vẫn còn thiếu sót trong tính cách, trong phẩm chất mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Chúa muốn thấy ông Gióp đừng sống trong sợ hãi nữa, đừng sống trong cái sự kinh khủng nữa, hãy sống trong sự bình an và tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa Trời. Chúa muốn ông Gióp học được điều này.
Chúa muốn ông Gióp phải trưởng thành được trong điều này. Chúa muốn ông Gióp phải kinh nghiệm được điều này. Chúa muốn ông Gióp phải lớn lên trong điều này. Và Chúa cho phép anh chị em ngồi đây, có khả năng mình biết Chúa rồi, nhưng đôi khi á, có những cái sự dơ bẩn nó lặn rất sâu trong tâm hồn chúng ta. Có những vết dơ mà mình phải dùng tới 7 ký xà phòng, giặt 3 lần mới sạch được. Còn những vết dơ bình thường người ta không nói. Có những cái thiếu sót trong tính cách chúng ta mà chỉ có khổ đau tai họa mới làm nó nổi lên được. Thì vì sự trưởng thành của anh chị em, Chúa vẫn cho phép nó đó. Anh em thấy không ạ? Chúa vẫn cho phép nó. Tại có thể Gióp nghĩ rằng mình phải cố giữ. Giữ bằng việc làm, giữ bằng thế này, giữ bằng thế kia. Nhưng không. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thấu rõ trong lòng chúng ta. Ngài thấu rõ trong tính cách chúng ta. Ngài thấu rõ trong trái tim chúng ta còn thiếu điều gì. Và anh chị em ơi, Chúa cho phép Satan làm một điều này, điều xảy ra cho Gióp, để Ngài sàng lọc người của Ngài, Ngài sàng lọc gia đình của Gióp. Anh em biết Ngài sàng lọc bằng cách, và cuối cùng nó ra gì không? Vợ ông Gióp thì bị rớt xuống sàn, đúng không? Đức Chúa Trời đem cái sàn khổ đau đã sàn, ông Gióp thì còn ngồi được trên, con ông thì chết hết rồi, không bàn. Chỉ còn vợ chồng ông Gióp thôi. Chúa sàng một hồi, ông vợ ông Gióp lọt cái bịch xuống. Vì sao? Vợ ông Gióp nói là: Gióp ơi, sao ông ngu thế? Ông bị như vậy rồi mà ông còn đứng lên, ông rủa xả Đức Chúa Trời, rồi ông chết quách đi cho rồi, chứ ông còn ngồi đó. Và vợ ông Gióp lọt sàn luôn. Trong khi trong cuộc sống bình thường thì người ta nhìn vào, ô, người ta khen vợ chồng ông Gióp tuyệt vời. Ông Gióp phải nói vô cùng nhân hậu. Bà Gióp cũng vô cùng tốt và tử tế. Ông Gióp vô cùng kính sợ Đức Chúa Trời. Bà Gióp còn kính sợ Đức Chúa Trời hơn ông Gióp luôn. Lúc mà cơm gà, heo, thịt đồ đầy sàn, đầy nhà, đầy cửa. Nhưng khi tai họa ập đến thì lòng người đổi thay. Tôi nói anh chị em, chỉ trong đau khổ tính cách chúng ta mới thể hiện rõ ràng nhất. Chỉ trong hoạn nạn thì chúng ta mới biết chính mình. Còn trong lúc sung sướng ai biết đó. Chính mình cũng không biết mình luôn. Biết mình thực sự có tôn kính Chúa không? Cái lúc mà tiền đầy túi rồi ngân hàng lúc nào cũng reo reo thì ai mà trả hallelujah được. Đúng không? Mấy lúc mà đau khổ đến, thiếu thốn đến, những lúc tai họa đến mà anh em vẫn trung tín với Chúa, đó mới là lòng tôn kính chân thật. Amen chị em, đó mới là lòng tôn kính chân thật. Cho nên Đức Chúa Trời đem cái sàn này đến sàn cả nhà của ông Gióp, và cuối cùng chỉ có ông Gióp là người ở trên sàn thôi. Anh em thấy không ạ? Chúa vẫn cho phép những điều đã xảy ra. Và trong lúc khổ đau này, ông Gióp ông kinh nghiệm sự giải cứu và phục hồi của Chúa. Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn, cho phép những hoạn nạn để lọc ra người của Ngài và hoàn thiện. Anh em đọc thấy ở trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Đây là tân ước nha. Ma-thi-ơ chương 5 câu 48 chép sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đấy. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, làm sao mình trở nên trọn vẹn? Ý là trong tính cách. Làm sao mình trở nên giống Chúa Giê-xu đây? Làm sao đây? Không có cách nào khác là phải bước đi cùng với những hoạn nạn thử thách. Anh em đọc Gia-cơ sẽ thấy, khi hoạn nạn trăm bề xảy đến cho anh em thì hãy vui mừng. Hãy vui mừng. Kinh Thánh nói những điều rất ngược với thế giới anh chị em ạ. Khi gặp hoạn nạn đến phải vui mừng. Vì hoạn nạn khiến chúng ta sinh ra nhịn nhục khi làm trọn việc của nó, thì khiến đức tin chúng ta trở nên như vàng ròng, đầy quyền phép, đầy sức mạnh, đầy sự ngợi khen. Nó làm trọn vẹn con người chúng ta. Cho nên trong những trường hợp này, tôi muốn khích lệ anh chị em,
những người đang gặp những cái thử thách mà anh em không biết lý do vì đâu. Tội mình cũng không phải, tội liên đới cũng không phải, mà sao mình lại bị gặp cái này? Thì tôi dám nói với anh chị em rằng Chúa đang nhào nặng tính cách anh chị em đó. Hãy vui mừng với Ngài, hãy tạ ơn Ngài, hãy nói với Ngài những điều tích cực, đúng không ạ? Để cho trong những cái lúc đó miệng anh chị em vẫn ca ngợi Chúa. Trong những lúc đó anh chị em vẫn nói: Chúa ơi, dầu Ngài giết con, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của con. Dầu Ngài giết con vẫn tin cậy nơi Ngài. Lạy Chúa, dầu Ngài không chữa lành cho con thì Ngài vẫn là đấng chữa lành của con. Amen. Ô, cảm ơn Chúa vì những con người nói được câu đó. Vì chúng ta đến với Chúa là mối quan hệ cơ mà. Dầu cha mẹ mình không cho mình tiền thì họ vẫn là cha mẹ của mình. Đâu có phải cứ cho tiền mới là cha mẹ đâu. Nhiều những đứa con bất hiếu cứ bảo là không đưa tiền, đúng không? Bà không phải là mẹ tôi. Phải không ạ? Hãy nói những câu đó. Như anh chị em ơi, chúng ta đừng đem điều này mà cư xử với Đức Chúa Trời của mình. Đôi khi có một số người, nếu Chúa không chữa lành con, kỳ này con bỏ Chúa. Ngài không phải là Chúa con nữa. Nếu Ngài không giải cứu con khỏi nợ nần này, Ngài không phải là Chúa con nữa. Nếu Ngài không giải cứu con khỏi hoàn cảnh này, Ngài không phải là Chúa con nữa. Những người đó đã bị lọt sàn rồi. Giống vợ Gióp đấy, lọt sàn. Cho nên anh chị em, tôi muốn nói điều này để khích lại anh chị em nè. Trước khi Chúa dùng một người nào, Chúa phải thử người đó. Đây là sự thật 100%. Chúa thử anh chị em có tham lam không? Chúa thử anh chị em có bất kính không? Chúa thử anh chị em xem anh chị em có trung tín không? Chúa thử anh chị em xem anh chị em có chối bỏ Ngài trong những sự hăm dọa hung ác, thậm chí cả sự chết không? Chúa phải cho phép những điều đó đến để thử tính cách chúng ta, rèn tính cách chúng ta, làm cho chúng ta phải va chạm thực tế với những điều đang xảy ra, để chúng ta được trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện trước mặt Ngài, trước khi Ngài sử dụng chúng ta cho cuộc sống này. Cho nên đối với những người ở trong những trường hợp này, tôi khuyên anh chị em nha, hãy kêu cầu Chúa. Cứ kêu cầu giống ông Gióp vậy đó. Anh em đọc hết sách Gióp đi sẽ thấy ông Gióp kêu cầu nhiều lắm. Ông than vãn thế này là nói các kiểu. Và cuối cùng anh chị em biết tin vui xảy ra không? Tin vui xảy ra. Tôi đọc anh chị em nghe. Gióp chương 42, câu 12, 13, 16, 17. Đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai, 3 con gái. Sau việc ấy, Gióp còn sống 145 năm. Rồi 140 năm, người thấy con trai cháu chít mình đến đời thứ tư, rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn. Anh chị em thấy cuối cùng của một người chịu đựng được thử thách không? Rất được phước. Anh chị em qua được thử thách, anh chị em là người được phước, anh chị em là bình vàng bình bạc của Đức Chúa Trời. Amen. Đôi khi mình muốn mình làm bình vàng bình bạc của Chúa, mà đụng đến cái là la quay quấy thôi thua rồi, không được. Đúng không? Vàng bạc là phải nấu, phải đun, phải dũa, phải rèn. Anh em ơi, hãy tôn kính Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi rất tin và xác quyết tin trong mọi trường hợp Chúa luôn nhân từ và thương xót. Ngài thử chúng ta một lúc thôi, nhưng mà Ngài ban ơn cho chúng ta trọn một đời. Amen anh chị em. À, anh em đọc câu Kinh Thánh sẽ thấy đó. Khóc lóc chỉ đến trọ một đêm. Sáng ra thì có cái gì? Vui mừng. Khi ánh sáng đến thì vui mừng nó sẽ đến. Amen. Nhưng chưa hết đâu. Trước khi kết thúc bài hôm nay, còn một loại đau khổ khác nữa. Mà cái đau khổ này á, chưa ai nắm được. Tôi cũng chưa nắm được. Anh em biết đau khổ gì không? Cái đau khổ này nó kinh khủng lắm.
nhưng mà chưa ai nếm được. À, đúng rồi, cái khổ đau hiện tại này chỉ là cái hình bóng mờ nhạt của cái loại đau khổ kinh khiếp này đó. Tôi gọi đó là khổ đau nơi hỏa ngục. Cái đây nó mới là kinh khủng. Anh em biết trong văn hóa người Việt Nam mình á, khi mà đến đám tang hay là viết những câu chúc á, viết thế này nè: em ơi, chúc em ra đi thanh thản, thế giới bên kia em sẽ được yên nghỉ, không còn khổ đau. Có thật không? Không nhiều, tôi suy nghĩ tôi nói cái này là cái lời giả dối cho nó không có thật. Sự thật là phải nói thế này nè: em ơi, tiễn em về nơi đau đớn hơn. Cái đó mới thật. Tiễn em về cái nơi kinh khủng hơn hiện nay. Wow, nhưng không ai nói câu đó hết. Chúng ta chỉ thích nghe những lời giả dối thôi. Chúng ta chỉ thích nghe những lời trấn an giả dối thôi, mà không thích nghe sự thật trong Kinh Thánh này. Chúa Giê-xu nói về địa ngục nhiều hơn nói về thiên đàng. Chúa Giê-xu cảnh báo về địa ngục nhiều hơn rất nhiều lần so với Ngài giảng về sự vui thỏa nơi thiên đàng. Ngài không muốn một người nào hư mất nơi đó. Điều gì xảy ra khi chúng ta đến đám tang và chúng ta nói sự thật? Tôi rất đau buồn vì anh bắt đầu chịu đau khổ. Người nhà nó ôm này nói tầm bậy em bạ gì, nhưng đó là sự thật. Còn mình đến đám tang cứ nói chúc em đi thanh thản, ở bên kia em nghỉ ngơi. Chắc nghỉ ngơi gì đâu mà nghỉ ngơi, đang khóc lóc ở dưới, đang nói nóng quá, nóng, giống cái ông nhà giàu gì đó, nhúng dùm giọt nước vô lưỡi coi, nóng quá chịu không nổi, đang khóc la. Còn mình trên này thanh thản, không có thanh thản gì hết, không có sung sướng gì hết. Tôi nói với anh chị em, khổ đau trên trần gian này chỉ là hình bóng mơ nhạt nơi hỏa ngục thôi. Hỏa ngục là nơi rất kinh khủng. Tôi đọc anh chị em nghe những câu kinh thánh đó. Đó, trong Matthew chương 13 câu 40 đến câu 43 chép như thế này: còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Anh chị em thấy chưa? À, quăng những người đó vào lò lửa là nơi có khóc lóc nghiến răng. Cái từ khóc lóc nghiến răng này nó là đời đời nha anh chị. Cái đau khổ trên trần gian này, tôi nói nó có khổ cỡ gì đi chăng nữa thì sau 70 năm cũng kết thúc. Nhưng cái đau khổ nơi hỏa ngục là không đầu không cuối, đời đời kiếp kiếp. Giống như bữa tôi đọc một câu kinh thánh trong sách Khôn Ngoan: khi một linh hồn đã vào hỏa ngục rồi thì không cách gì cứu thoát nó ra được. Xong, số phận đã định đoạt. Tôi nghĩ cái này cái đáng lưu tâm nhất. Hỡi những anh chị em trên live stream này mà chưa biết đến Chúa, hãy nghe lời tôi nói hôm nay. Khi anh em còn hơi thở, anh em có cơ hội để thoát khỏi khổ đau này. Còn khi hơi thở tắt rồi, xong, coi như xong. Và một câu kinh thánh nữa ở trong Mark chương 9 câu 47: còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị văng vào nơi địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Quá kinh khủng. Khi tôi đọc những câu này, tôi nói thiệt với anh chị em, tôi nghĩ cuộc đời mình mà không biết Chúa Giê-xu thì nó tồi tệ đến mức nào, kinh khủng đến mức nào, vô vọng đến mức nào. Nhưng cũng đồng thời, khi chúng ta ngồi đây đọc những câu kinh thánh này, chúng ta hết lòng biết ơn Chúa Giê-xu của chúng ta. Vì trên cõi đời ngắn ngủi này, chúng ta còn có cơ hội để được sống. Cho nên những sự hoạn nạn tạm bợ của đời này không là gì cả đâu anh chị em. Không là gì đâu.
Hãy coi những hoạn nạn tạm nhẹ trên đời này như là một cái chớp nhoáng thoáng qua. Đừng than phiền, đừng đau buồn nữa. Tôi nói anh chị em hãy dành thời gian đó để tôn vinh và cảm tạ Chúa Giêsu nhiều hơn. Amen chứ. Cho nên hãy biết điều này. Khi chúng ta biết được rằng mình đã được thoát khỏi nơi khổ ngực cực đời đời này rồi, thì không điều gì khiến cho chúng ta còn than phiền được nữa hết á. Khổ tí có sao đâu, đau tí chả là gì cả. Ta cảm ơn Ngài vì con đã sống rồi. Bây giờ con sống rồi, con không thể chết được nữa rồi, con không thể nào hư mất được nữa rồi. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Wow, điều đó là điều tuyệt vời. Và giải pháp cho sự đau khổ cuối cùng tôi chia sẻ này là gì? Cái đầu tiên á, là ăn năn kêu cầu. Khi mình phạm tội mình phải ăn năn kêu cầu thì mình được cứu khỏi khổ đau. Cái thứ hai đó là phải ra khỏi và kêu cầu. Đúng không anh? Ra khỏi và kêu cầu. Cái thứ ba đó, không ăn năn, không ra khỏi mà chỉ kêu cầu thôi, để Chúa tỏ cho mình, cứu mình. Còn cái thứ tư này đó là phải chạy ngay đến với Chúa Giêsu để Ngài dùng máu của Ngài rửa sạch, để Ngài dùng thánh linh của Ngài tái sanh anh chị, để anh chị em không bị ném vô hỏa ngục đời đời. Chỉ có giải pháp đó thôi. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cảm ơn Chúa vì những lời này có thể đem lại khích lệ cho anh chị em. Những ai đang gặp những cái vấn đề trong cuộc sống của mình, hãy biết rằng Chúa luôn nhân từ và Ngài luôn chờ đợi để giúp đỡ chúng ta. Đấy, trong bao nhiêu trường hợp tôi liệt kê cho anh chị em, có trường hợp nào mà Đức Chúa Trời từ chối không giúp đỡ đâu. Cho dù con người tội lỗi cỡ gì, cho dù con người xấu xa cỡ gì, cho dù hoàn cảnh anh chị em đang là gì, Chúa vẫn luôn luôn có giải pháp, và giải pháp đó luôn tốt nhất cho tất cả những ai trông cậy Ngài. Anh chị em thấy không? Cho nên hôm nay nếu anh chị em khổ đau vì bệnh tật, hãy biết rằng Chúa chữa lành cho anh chị em. Nếu anh chị em khổ đau vì ma quỷ, hãy biết rằng Chúa đuổi quỷ cho anh chị em. Nếu anh chị em khổ đau vì nghèo đói, thất bại, bất cứ thứ gì, Chúa mở lối cho anh chị em. Hãy hy vọng nơi Ngài. Amen chị em. Hy vọng nơi Ngài. Cho nên cuộc sống chúng ta hãy cứ tập trung vào Đức Chúa Trời, tập trung vào chính Ngài, đừng tập trung vào bất cứ điều gì. Đây là điều mà tôi muốn khích lệ buổi sáng này. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa có khích lệ anh chị em buổi sáng hôm nay không? Cảm ơn Ngài ha. Tuyệt vời. Bây giờ những anh chị em trên live stream này, nếu những ai nghe sứ điệp này mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, hoặc những anh chị em đang ngồi ở phía dưới này mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, có nghĩa là linh hồn mình có khả năng bị ném vào hỏa ngục đó, mà đó khả năng đó là 100% rồi đấy, thì hãy cầu nguyện theo tôi giờ này. Cầu nguyện theo tôi nha. Tôi nói là những ai chưa tiếp nhận Chúa Giêsu thôi nha. Những ai chưa một lần nào tiếp nhận Chúa Giêsu nha, hãy cầu nguyện theo tôi nè. Những anh chị em trên live stream và những anh chị em đang ở đây, kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con xin đến trình diện với Ngài. Con cảm ơn Cha đã ban Chúa Giêsu cho con như một cứu Chúa, để con thoát khỏi hình phạt của lửa địa ngục đời đời. Lạy Chúa, giờ này con mời Chúa Giêsu bước vào lòng con, làm Chúa, làm chủ đời sống con, tha thứ mọi tội lỗi cho con. Con tin rằng Ngài chính là cứu Chúa của thế gian này. Con trao linh hồn con cho Ngài. Hãy dẫn dắt con, dạy dỗ con, uống nắng con, tỉa sữa con, để con đi theo Ngài đến cuối cuộc đời này. Con thành kính cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Vậy đó anh chị em, một lời cầu nguyện ngắn gọn như vậy nhưng có thể thay đổi số phận một con người. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và tôi tin rằng bây giờ Chúa sẽ bắt đầu ban phước cho hội thánh của Ngài.
Anh chị em muốn được Chúa ban phước không? Hãy hướng lòng về Chúa, amen. Tôi tin Chúa nhân từ lắm anh chị em. Chúa nhân từ lắm. Chúa luôn ban thánh linh cho chúng ta. Chúa luôn ban sự hiểu biết cho chúng ta. Chúa luôn ban sự cứu giúp cho chúng ta. Và khi lòng chúng ta hướng về Ngài, chúng ta ở trong sự hiện diện và kết nối với Ngài. Khi Đức Chúa Trời đụng chạm vào lòng chúng ta, thì ơn phước và phép lạ Ngài sẽ đến. Đó là điều mà chúng ta cần. Mỗi một con người chúng ta được Đức Chúa Trời gọi đến để kết nối với Ngài. Giống như cái ổ cắm vậy đó. Cắm vào ổ điện thì bóng điện này sáng liền. Khi chúng ta rời khỏi Ngài, chúng ta tối tăm. Khi chúng ta ở xa Ngài, chúng ta bệnh tật, chúng ta đau yếu, chúng ta khổ đau. Và Chúa muốn chúng ta hướng về Ngài, cắm vào Ngài. Giống như nhánh nho gắn vào gốc nho, nó sẽ có nhựa sống và sinh ra bông trái. Chú ý hình ảnh đó phải không ạ? Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện theo hình ảnh đó. Lạy Chúa, con sẽ gắn vào Ngài, là đấng có thể giúp con giải quyết tất cả mọi khổ đau, giúp con hóa giải mọi khổ đau, giúp con có thể tha thứ, giúp con có thể làm mọi điều tốt cho đời sống của con. Chúa ơi, hãy giúp con đến với Ngài giờ này. Anh chị em hãy hướng lòng về Chúa nha. Tại vì Chúa mới là đấng quan trọng. Ngài hiện diện ở đây bởi thánh linh của Ngài. Và mỗi một anh chị em mình hướng lòng về, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần sự hiện diện của Ngài, con cần sự kết nối, sự đồng chạm của Ngài ngay chính thời giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Nào, Chúa đang ở nơi này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một ông bà anh chị em mình hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài. Cha hãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều Chúa. Ngợi khen Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Còn cầu xin thân của Ngài vận hành trong hội thánh Chúa. Những ai không chưa tha thứ trong tấm lòng hãy tha thứ giờ này nha. Tôi đang cảm nhận có cái linh không tha thứ ở đây, oán giận ở đây, thù hằn ở đây, bực bội ở đây. Anh chị em hãy tha thứ, hãy bỏ qua đi. Anh chị em muốn Chúa thăm viếng mình không? Hãy làm sạch lòng mình giờ này bởi huyết Chúa Giêsu. Làm sạch, làm sạch, làm sạch, làm sạch lòng mình bởi huyết Chúa Giêsu. Những ai đang bực dọc hãy làm sạch lòng mình bởi huyết Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy vận hành giữa hội thánh của Ngài. Hãy vận hành giữa hội thánh của Ngài. Hãy vận hành giữa hội thánh của Ngài. Hãy vận hành đụng chạm, đụng chạm, đụng chạm, đụng chạm từng người trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đụng chạm từng người trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Tôi kêu gọi tất cả những anh chị em nào biết mình đang sống trong tội lỗi hãy ăn năn giờ này. Biết mình đang ở trong môi trường tội lỗi, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, vì sự ngu dại của con quyết định ra khỏi nó giờ này. Hãy cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện đi. Những ai đang thấy mình ở trong những hoạn nạn, đang những khó khăn, đang thấy mình trong những điều đó, hãy thưa với Chúa, hãy thưa với Chúa, hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì những thứ này, những hoạn nạn này, những thử thách này giúp con trưởng thành trong Ngài. Con cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Nữa đây anh chị em. Tiếp tục nào. 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 Thần của Đức Chúa Trời đụng chạm từng người. Thần của Đức Chúa Trời đụng chạm từng người. Thánh linh yêu quý ơi, hãy đến trên hội thánh của Ngài. Đến trên hội thánh của Ngài. Đến trên hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm Chúa. 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 Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nào, để thay đổi không khí, tôi mời cả hội chúng cùng đứng dậy với tôi nha. Ngồi lâu nhiều nó cũng không có tốt. Chúng ta đứng dậy một chút nha. Trước sự hiện diện của Ngài, xin Thánh Linh của Ngài đến và làm mới chúng ta buổi sáng này.
làm trọn vẹn chúng ta buổi sáng hôm nay, làm cho chúng ta tươi mới buổi sáng hôm nay. Tôi nhắc lại nha, nếu anh chị em mình còn giữ bất cứ sự vấp phạm nào trong lòng, Chúa sẽ không thăm viếng chúng ta đâu. Chúng ta phải bỏ sự vấp phạm ra khỏi lòng mình nha. Buồn giận, cay đắng, không tha thứ, lo âu, bất an, những sự nổi loạn, những sự hiềm khích nào đó bỏ đi. Anh em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy rửa con giờ này. Con trao những điều đó trong tay Ngài, hãy rửa con sạch giờ này. Tất cả sự vấp phạm đó là bức tường ngăn anh em kết nối với Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên tôi công bố rằng nó không được phép ở trong lòng anh chị em, nó không được phép ở trong trí anh chị em, nó không được phép được nuôi dưỡng ở trong thân thể anh chị em. Nó phải rời đi ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em biết mình rất rõ nha. Tôi biết anh chị em biết rất rõ. Nếu anh chị em đang ở trong một tội lỗi nào, đang ở trong một sự không ăn năn nào, Đức Chúa Trời nhiều lần cáo trách anh chị em nhưng anh chị em không ăn năn nào, thì hôm nay hãy ăn năn đi. Hôm nay hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con quyết tâm cắt đứt nó, con quyết tâm ra khỏi đó, con quyết tâm không liên quan đến những điều đó, để lòng con được bình an. Nói đi anh chị em, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Không có đau khổ nào mà không có lý do. Tất cả đều có lý do. Và lý do đó luôn luôn là rất hợp lý để anh chị em xưng ra buổi sáng ngày hôm nay. Lạy Cha yêu thương, con cầu nguyện để thần cáo trách của Ngài đến trên hội chúng giờ này. Ô, xin thần cáo trách của Ngài đến trên hội chúng giờ này. Xin thần cáo trách của Ngài vận hành trên hội chúng giờ này. Vận hành trên hội chúng giờ này. Vận hành trên hội chúng giờ này. Vâng, anh trên hội chúng giờ này cũng cảm ơn Ngài. Xin Ngài cáo trách những con người cần ăn năn lại Chúa để họ được sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Tiếp tục anh chị em, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục anh chị em. Tôi nói rằng không có ai là sạch sẽ 100%. Tất cả chúng ta nếu muốn Đức Chúa Trời gia ơn, chúng ta luôn rà soát tâm tính của mình, rà soát đời sống của mình, rà soát những hành vi của mình, rà soát những tư tưởng của mình mỗi ngày. Và bất cứ điều gì tựa như điều gian ác, tựa như điều mà Chúa không đẹp lòng, anh chị em hãy xưng ra. Hãy nói với Chúa: tẩy sạch động cơ lòng con Chúa, tẩy sạch tư tưởng con Chúa, tẩy sạch nếp nghĩ con Chúa, tẩy sạch môi miệng con Chúa, tẩy sạch công việc con Chúa, tẩy sạch những điều mà lòng con làm buồn lòng Ngài, Thánh Linh Ngài Chúa, tẩy sạch con giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Tôi nói linh của sự cáo trách đến trên chúng ta giờ này. Linh của sự cáo trách đến trên chúng ta giờ này. Linh của sự cáo trách đến trên chúng ta giờ này. Linh của sự cáo trách đến trên chúng ta giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Chúa đang vận hành anh chị em. Chúa đang vận hành, Chúa đang vận hành, Chúa đang vận hành. Và tất cả chúng ta cần sự thăm viếng của Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Lạy Chúa quyền năng. Hãy đến với hội chúng của Ngài. Lạy Chúa quyền năng. Hãy đến trên dân sự của Ngài. Lạy Chúa quyền năng. Đấng gia ơn trên dân sự của Ngài. Tất cả hội chúng của Chúa, hãy mở môi miệng mình ra và kêu cầu Đức Chúa Trời, kêu cầu Chúa cho những vấn đề mà mình khát khao, kêu cầu Chúa cho những vấn đề mà mình muốn giải thoát ra, kêu cầu Chúa cho những vấn đề nào mà mình cần Chúa giúp đỡ. Anh em hãy nói đi nào, nói đi, nói đi, nói đi. Vì Kinh Thánh chép rằng hãy ai kêu cầu ta thì ta sẽ trả lời cho. Ai kêu cầu danh của Ngài thì người đó được trợ giúp. Chúa đợi sự kêu cầu của anh chị em giờ này. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi muốn cả hội chúng tập trung vào Chúa Giêsu giờ này. Cả hội chúng tập trung vào Chúa Giêsu giờ này để kêu cầu, để nói với Ngài những điều mà mình cần trong buổi sáng này. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Oh Holy Spirit, Holy Spirit. Oh xin thân tốt lành của Ngài, thân tốt lành của Ngài, thân chữa lành của Ngài, hãy đến giờ này.
thần giải cứu của Ngài hãy đến giờ này, thần tha thứ của Ngài hãy đến giờ này. Con kêu danh của Chúa, hallelujah. Con kêu danh của Chúa, hallelujah. Con kêu danh Giêsu người Nazareth giờ này, hallelujah, hallelujah. Tôi nói Thánh Linh sẽ chạm đến anh chị em giờ này, Thánh Linh chạm đến thân thể anh em để chữa lành giờ này. Tôi nói Thánh Linh sẽ chạm đến hồn anh em để giải phóng giờ này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động giờ này, 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 hành động giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Ngài chạm đến thân thể anh em để chữa lành cho, Ngài chạm đến hồn anh em để giải cứu cho, Ngài chạm đến cuộc đời anh em để được thay đổi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng nào, Holy Ghost Fire, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Con kêu lửa của Đức Chúa Trời ở nơi này, lửa của Chúa đến để thay đổi anh chị em, lửa của Chúa đến để chữa lành anh chị em, lửa của Chúa đến để tự do cho anh chị em, lửa của Chúa đến để giúp đỡ anh chị em giờ này. Lửa Holy Ghost Fire, 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 lửa nữa trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tôi nói rằng Thánh Linh Ngài đến là để tẩy sạch chúng ta, Thánh Linh Ngài đến là để chữa lành chúng ta, Thánh Linh Ngài đến là để phục hồi chúng ta, Thánh Linh Ngài đến là để ban ơn cho chúng ta, Thánh Linh Ngài đến là để giải cứu cho chúng ta. Tôi công bố thần Đức Chúa Trời đang làm việc tại nơi này. Tôi công bố thần Đức Chúa Trời chạm đến cho em giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi uế linh, mọi tà linh, mọi ác linh, mọi linh tà thuật, mọi linh bùa chú, mọi những tà linh đành trói buộc con người, tập bể gãy bây giờ này, 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 bể gãy bây giờ này. Tất cả mọi tà linh đang hành động trong những thân thể đang đứng trước ở màn hình này, đang đứng trước ở nơi này, ta ra lệnh toàn bộ tụi bay, tất cả những quyền lực này, mày bị trói buộc giờ này, mày bị trói buộc giờ này, trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả những ác linh ở linh này, linh tà thuật, linh bùa chú này, những linh gian ác, linh tội lỗi này, hãy đi ra. Oh, đi ra. Oh, đi ra đi. Oh, rời đi. Rời. Toàn bộ những quyền lực đó phải rời đi. Toàn bộ những quyền lực đó phải rời đi. Toàn bộ những quyền lực đó phải rời đi. Oh, mọi độc tố của mày rời đi. Mọi độc tố của mày ra đi. Oh, 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 oh. Holy Ghost Fire. Fire, 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 fire. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi nói thần Chúa chạm đến anh em để chữa lành cho anh em, thần Chúa chạm đến anh em để giải cứu anh em, thần Chúa chạm đến anh em để tẩy sạch anh em buổi tối hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi oán linh, ác linh, tà thuật, bùa chú, cay đắng, linh tổn thương, ruồng bỏ, những tà linh nào đang gieo hoạn nạn, đang gieo đau đớn, đang gieo những sự bệnh tật, tất cả cho anh chị em giờ này, tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi, rời, rời, rời ra khỏi những thân thể này. Ta ra lệnh mày đi ra khỏi những thân thể này. Xuất đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xuất đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xuất đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những linh dâm dục, những linh ô uế, những linh nhục dục, đôi những linh đồng tính, những linh nào trộm cướp, tham lam, nổi loạn, trong danh Chúa Giêsu ra đi. Ao, 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 ao. Ta linh rủa xả xương thế hệ, tất cả những linh nào thuộc về rủa xả xương thế hệ,
quyền từ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, nội ngoại đôi bên, đem đến sự nghèo đói, bệnh tật, nan y, bệnh mạng tính, bệnh ung thư. Tộc bẻ gãy bây giờ này, 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 bẻ gãy bây giờ này. Linh rủa xả đi ra. Ao, 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 ao. Lôi đi. Bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này. Ta linh rủa xả đi ra. Ra đi. Ta linh rủa xả đi ra. Ao. Rồi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi tất cả quyền lực tụi bay, tất cả quyền lực đã bị bẻ gãy giờ này. Mọi quyền lực rủa xả tổ tiên bị bẻ gãy giờ này. Mọi quyền lực bị bẻ gãy giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng, ta công bố sự sáng của Chúa nơi đây. Sự sáng Chúa nơi đây. Sự sáng Chúa nơi đây. Sự chữa lành Chúa nơi đây. Sáng lên, sáng lên, sáng lên, sáng lên, sáng lên, sáng lên. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Cảm ơn Ngài Chúa, đấng tẩy sạch đời sống anh chị em. Mọi những gì nó đem đến đau khổ cho anh chị em, mọi những cửa ngõ của tội lỗi, mọi những cánh cửa đó, ta bảo phải đóng lại bây giờ. Mọi cửa ngõ cho tội lỗi phải bị đóng lại bây giờ. Mọi cửa ngõ cho tài dâm dục, giận hờn, cay đắng bị đóng lại giờ này. Mọi cửa ngõ cho sự rủa xả tổ tiên bị đóng lại giờ này. Mọi cửa ngõ cho sự nghèo đói, thất bại, trì trệ bị đóng lại giờ này. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mày Satan, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh. Không một con quỷ nào được đứng lại ở nơi này. Lửa sẽ thiêu đốt tụi bay. Lửa sẽ thiêu đốt tụi bay. Lửa sẽ thiêu đốt tụi bay. Ta ra lệnh cho linh cay đắng hãy rời đi. Linh tà dâm hãy rời đi. Linh ngoại tình hãy rời đi. Linh nghèo đói hãy rời đi. Linh tà thuật hãy rời đi. Linh rủa xả hãy rời đi. Linh trì trệ hãy rời đi. Ao, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả quyền lực tụi bay, toàn bộ quyền lực tụi bay phải rời. Trong danh Giêsu quyền năng, tôi ra lệnh mọi độc tố của Satan đã từng gieo hạt giống của nó vào thân thể, vào tâm hồn của anh chị. Những hạt giống Satan từng ở trong cảm xúc, từng ở trong lý trí, từng ở trong ý chí anh chị em, bất kể nó là hạt giống gì, nếu nó đến từ Satan giờ này, nó phải bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Tất cả hạt giống Satan phải bị đào ra giờ này. Đào lên giờ này. Đào lên giờ này. Đào lên giờ này. Và ta ra lệnh nó phải rời đi. Rời. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Tiếp tục chiến đấu anh chị em. Anh chị em phải cộng tác. Anh chị em phải mở môi miệng mình ra. Và anh chị em phải biết rằng khi anh chị em nói trong danh Chúa Giêsu, ma quỷ phải đi. Bắt buộc phải đi. Bệnh tật phải được chữa lành. Tất cả mọi giới hạn phải bị gạt bỏ đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, chiến đấu cho linh hồn mình anh chị em. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Oh hallelujah. Chiến đấu trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Sự sức dầu của Ngài đang ở đây. Sự sức dầu của Ngài đang ở đây. Sự sức dầu của Ngài đang ở đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Tôi công bố toàn bộ những cánh cửa nào đang bị đóng cho sự thịnh vượng của anh chị em phải mở ra giờ này. Amen. Toàn bộ cánh cửa nào đang bị đóng cho sức khỏe của anh chị em phải bị mở ra giờ này. Amen. Toàn bộ cánh cửa nào đang bị đóng cho sự tự do của anh chị em phải mở ra giờ này. Amen. Toàn bộ những cánh cửa nào bị đóng cho những sự thăng tiến của anh chị em đang bị đóng phải mở ra giờ này. Mọi cánh cửa phải mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Sau khi anh chị em cầu nguyện những lời cầu nguyện như vậy, sự đột phá sẽ đến trên đời sống anh chị em. Ô, sự thăng tiến nó sẽ đến trên đời sống anh chị em. Ơn Tử và ơn Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy trên đời sống anh chị em.
mọi cánh cửa phải mở ra. Amen. Vì lời Chúa hứa rằng bất cứ điều gì anh chị em đóng dưới đất sẽ đóng trên trời, bất kể điều gì anh chị em mở dưới đất nó sẽ mở trên trời. Anh chị em muốn Chúa mở cho mình điều gì? Sức khỏe chăng? Tài chánh chăng? Gia đình chăng? Hay là mối quan hệ tự do hay là ân tứ chăng? Hãy nói với Chúa giờ này, anh chị em muốn điều gì? Hãy nói nào. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, mở cánh cửa này cho con, mở cánh cửa này cho con, mở cánh cửa này trong danh Giê-xu. Ta ra lần này, mở ra, 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 mở ra. Be open. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Oh, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Mọi điều gì bị giới hạn hôm nay phải bị dỡ bỏ. Mọi giới hạn hôm nay phải bị dỡ bỏ. Bất kể giới hạn nào trên đời sống của anh em mà Satan đã lợi dụng để đặt trên anh chị em, tôi công bố hôm nay nó bị dỡ bỏ trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bị dỡ bỏ trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể đó là gì, dù đó là trong kinh doanh, trong sức khỏe, trong gia đình, trong ân tứ, trong sức vụ, hãy bị dỡ bỏ giờ đây. Mọi giới hạn bị dỡ bỏ giờ đây. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cầu nguyện cho đến khi thần Chúa vận hành trên anh chị em, Thánh Linh vận hành trên anh chị em, Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em. Đổ đầy. Tiếp tục nào, 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 tiếp tục nào. Anh em kêu ơi, Chúa ơi, giáng xuống trên con, thần Ngài giáng xuống trên con, thần Ngài hãy làm đột phá trên đời sống con, trên sức khỏe con, trên kinh tế con, trên gia đình con. Thánh Linh ơi, đến trên con giờ này. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit. Thánh Linh ơi, Thánh Linh ơi, Thánh Linh ơi, đến trên dân sự của Ngài. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Anh chị em ơi, phải kêu cầu, phải kêu cầu cho đến khi Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em, thần Chúa giáng trên anh chị em, thì sức khỏe được phục hồi, kinh tế được phục hồi, gia đình được phục hồi, con cái được phục hồi, đời sống được phục hồi. Anh chị em kêu đi, kêu đi, kêu đi, kêu đi, kêu đi. Thánh Linh ơi, giáng xuống trên con giờ này. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Hallelujah. Oh, Roma sai daradiera. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Oh, Harama sai daramahalas. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Đổ đầy và chạm dân sự của Ngài, Chúa ơi. Xin chạm dân sự của Ngài, Chúa ơi. Xin chạm dân sự của Ngài, Chúa ơi. Xin chạm dân sự của Ngài, Chúa ơi. Làm đây dậy dân sự của Ngài, Chúa ơi. Làm đây dậy dân sự của Ngài, Chúa ơi. Đổ ơn xuống trên dân sự Ngài, Chúa ơi. Trong danh Giê-xu quyền năng. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Tiếp tục anh chị em ơi, không có cách gì khác để giải thoát khỏi những vấn đề trong cuộc sống của mình và để cuộc sống mình được bứt phá. Không cách gì khác là hạ mình kêu cầu Đức Chúa Trời. Chỉ có cách kêu cầu Ngài. Khi cánh tay của Ngài giơ ra trên đời sống của mình thì sự đột phá chắc chắn sẽ đến. Ơn chắc chắn sẽ đến. Mặt trời công chính sẽ mọc trên chúng ta. Hãy kêu cầu danh của Ngài giờ này. Hãy hết lòng kêu cầu Ngài với đức tin. Với đức tin chắc chắn dạn dĩ và bền vững.
hãy đến và biết rằng Chúa là đấng cứu giúp, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng nhân từ. Tôi kêu một lần nữa, sự giải cứu của Chúa đang ở tại nơi này. Tôi kêu sự giải cứu của Ngài đang ở nơi này. Thân chữa lành của Ngài đang ở nơi này. Thân giải cứu của Ngài đang ở nơi này. Thân thịnh vượng của Ngài đang ở nơi này. Đổ đầy dân sự Ngài. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Trong danh Jesus quyền năng. Oh hallelujah. Jesus. 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 Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.